báo Trung Quốc thất vọng cùng cực sau trận thua đau tuyển Việt Nam. Truyền thông Trung Quốc không giấu được thất vọng khi chứng kiến thầy trò huấn luyện viên Liu Xiaoping sụp đổ quá nhanh trước tuyển Việt Nam. Tối mùng 1 tháng 2, đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tuyển Việt Nam đã có chiến thắng tưng bừng 3-1 trước Trung Quốc, như một món quà dành tặng cho hàng triệu người hâm mộ. Trong hiệp 1, tuyển Trung Quốc đã thi đấu rất tệ, đặc biệt là hàng thủ. Chỉ sau 16 phút, lưới của tuyển Trung Quốc đã hai lần phải rung lên sau các pha lập công của Tấn Tài và Tiến Linh. Chứng kiến đội nhà sụp đổ quá nhanh, tờ Sohu đã không giấu được thất vọng. Ngày mùng 1 Tết Nguyên đán kinh hoàng của tuyển Trung Quốc, chúng ta thua hai bàn chỉ trong 8 phút. Quá nhiều cầu thủ đi bộ khi phòng ngự, tờ Sohu chạy dòng tích khi mà hiệp một trận đấu đang diễn ra. Tuyển Trung Quốc đặt mục tiêu phải thắng khi gặp Việt Nam. Chúng ta tung vào sân bộ ba tiền đạo mạnh nhất với Lugo Ofu, Alan và Guli. Nếu không thể tiếp tục giành vé đi tiếp, Trung Quốc vẫn có thể đạt được khởi đầu năm mới suôn sẻ. Nhưng mọi thứ không hề diễn ra như chúng ta mong muốn. Hàng thủ Trung Quốc không tài nào ngăn cản được các cầu thủ Việt Nam. Ngay phút thứ 9, chúng ta đã sụp đổ với bàn thắng của Hồ Tấn Tài. Đến phút 16, Trung Quốc lại thua thêm bàn nữa. Các hậu vệ của Trung Quốc gần như chỉ đi bộ trong tình huống này, qua đó để Tiến Linh ghi bàn dễ dàng. Tuyển Trung Quốc thất thủ quá nhanh, chúng ta thua tới 0-2 chỉ trong vòng 8 phút. Thật tệ hại, cả hai bàn thua của tuyển Trung Quốc đều diễn ra trong vòng cấm. Hàng thủ Trung Quốc thực sự quá vô dụng và gây ra nỗi thất vọng lớn, Sohu viết tiếp. Trong hiệp 2, Phan Văn Đức lập siêu phẩm xuất xa ở phút 77, phải đến phút bù giờ cuối trận.